Tỷ tỷ đạp gió, Jibu gặp rắc rối lớn với Ri Tình, rồi nghi vấn thiên vị gà nhà khiến Zenith phẫn nộ. Sau khi lên sóng ở đạp gió 2023, tiết mục Ri Tình của bốn mỹ nhân Ella, Trương Gia Nghe, Ngô Thiến, Jibu đã đạt hiệu ứng nhất định khi trở thành team có số phiếu bầu cao nhất vòng công diễn 1. Nhan sắc của các thành viên trong team này cũng được nói chuyện về nhiều. Ri Tình là ca khúc có độ viral nhất định trên toàn thế giới của Hoàng Thùy Linh. Bên cạnh tên gọi gốc thì bài hát do DTIB sáng tác còn được biết đến với cái tên khác Tinh Tinh Tang Tang, được dựa trên một câu hát cực bắt tai có trong bài. Tuy nhiên, không biết vô tình hay cố ý mà cái tên Ri Tình chỉ xuất hiện ít nhất 2 lần trong đạp gió. Còn lại thì ca khúc này toàn được gọi là Tinh Tinh Tang Tang. Bản thân Jibu là người hiểu rõ nhất đâu mới là tên gốc của Ri Tình. Nhưng qua các bài đăng trên fanpage riêng, nữ ca sĩ đóa hoa hồng dường như quyết tâm né cái tên này mà chỉ dùng Tinh Tinh Tang Tang. Bên cạnh đó, một điều khiến khán giả chú ý là tiết mục Ri Tình cũng hoàn toàn vắng bóng trên app chính thức để xem chương trình cũng như YouTube, chỉ toàn các phiên bản lậu. Khán giả chỉ có thể xem toàn bộ tiết mục này ở Weibo. Việc Jibu nhất quyết né cái tên Ri Tình hay tiết mục của team này không được xuất hiện trên các nền tảng khác trừ Weibo khiến nhiều netizen cho rằng lý do có thể nằm ở vấn đề bản quyền. Bên cạnh Ri Tình, những màn trình diễn chịu tình trạng tương tự còn có Lông Quyền của đội Tạ Na và Biển Hoa của đội Cung Lâm Na khi vi phạm bản quyền của ca sĩ Châu Kiệt Luân. Trong đêm công diễn 1, tiết mục Biển Hoa của Cung Lâm Na cùng ca sĩ Nhật Bản tuy chỉ về nhì về tổng số phiếu, nhưng bài hát của hai nghệ sĩ sau đó đã nhanh chóng leo top trên các bảng xếp hạng lượt nghe trên Weibo và Bilibili. Nhiều CNN đánh giá tiết mục này nên có thứ hạng cao hơn, nên việc về đích ở vị trí thứ hai với cách biệt nhỏ cũng xem như một khởi đầu tốt cho bộ đôi Trung Nhật. Còn về phần thi Long Quyền, đội Tạ Na đã giành chiến thắng trước đội Amber với tổng số 847 phiếu bầu, hơn đối thủ 31 phiếu. Tuy nhiên, đây là kết quả gây tranh cãi bởi nhiều người cho rằng nhóm MC Tạ Na quá lố, trình diễn vũ đạo quá mức cần thiết, không xuất sắc bằng bài thi Problem của nhóm Amber. Sau khi chương trình lên sóng, từ khóa Tạ Na dùng lực quá mức lên top 1 Hot Chart. Các từ khóa khác như điểm số vòng công diễn 1 của Tỷ Tỷ Vô Lý, Long Quyền, Gượng và Problem làm sao có thể thua Long Quyền cũng được lên bảng từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất Weibo. Thậm chí biểu cảm thất vọng của Jibu trước kết quả này cũng được netizen Trung Quốc đồng cảm, chia sẻ rầm rộ. Đặc biệt, bản thân Tạ Na cũng nhanh chóng leo lên hạng 2 chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên Weibo. Đáng tiếc, những bàn luận này chủ yếu là điều tiêu cực nhằm vào nữ MC. Không ít cư dân mạng nghi ngờ Tạ Na đang được ưu ái tại chương trình vì dù gì cô cũng là một MC hot hàng đầu Trung Quốc, có sức ảnh hưởng trong showbiz hoa ngữ. Trước đây, nữ MC cũng từng vướng ồn ào với những câu chuyện ki bo, lương lẹo, dùng quyền lực để có được sự ưu ái. Cách đây hơn một năm, một blogger nổi tiếng từng chia sẻ bài đăng kể về một nữ MC vào khách sạn 5 sao, đòi đặt phòng tổng thống đắt nhất nhưng lại ra yêu sách đòi giám đốc khách sạn giảm giá. Không những thế, nữ MC này còn gom hết những vật dụng khách sạn trước khi ra về. Chia sẻ lại câu chuyện này, blogger còn nhấn mạnh rằng, tưởng chừng như các món đồ trong căn phòng đều bị cuốn đi hết. Nhiều người khẳng định rằng người mà blogger nhắc đến không ai khác chính là Tạ Na, nữ MC nổi tiếng của đài Hồ Nam. Một trong những drama nóng hổi nhất được dư luận chú ý đó chính là việc Tạ Na quỵt tiền của đồng nghiệp tham gia chương trình chuyến du lịch của người vợ khi tới một trung tâm thương mại tại Úc. Tạ Na đã nhờ Bao Văn Tịnh, bà xã diễn viên hài Bao Bối Nhĩ, quẹt thẻ để mua túi xách hàng hiệu trị giá 30.000 đô la Úc, hơn 468 triệu đồng. Còn cô lén đi vệ sinh sau khi thấy Tạ Na đi khỏi nơi thanh toán, Viên Vịnh Nghi hỏi Bao Văn Tịnh, Tạ Na lại quên thẻ đấy à? Không ít netizen phân tích lời nói của nữ diễn viên họ Viên có ý mỉa mai nữ MC rất nhiều lần diễn cảnh quên thẻ, quên tiền để nhờ thanh toán hộ.